Xin chào các em, chúng ta tiếp tục học môn sản xuất công ty ứng dụng. Thì chúng ta sang phần tiếp theo là một số phân phối lý thuyết quan trọng mà trước hết và chúng ta có một số tình huống. Giả sử ngày mai bạn phải thi một môn thi trắc nghiệm gồm 20 câu. Trong mỗi câu thì đều có bốn phương án trả lời nhưng mà bạn chưa ôn được gì cả. Vì là môn thi trắc nghiệm cho nên bạn vẫn dự định tham gia dự thi để biết đâu may mắn mình sẽ trả lời ngẫu nhiên được đúng nhiều câu. Tuy nhiên mình vẫn băn khoăn tự hỏi là số câu mình trả lời đúng không biết bao nhiêu nhưng chúng có tuân theo quy luật hay không, khả năng mình thi đỗ là bao nhiêu, khả năng mình được 10 điểm là bao nhiêu. Hay một câu hỏi tình huống khác là mùng 10 tháng 7 năm 2008 thì có bốn vụ án mạng bằng dao xảy ra ở bốn nơi khác nhau ở London. Sự kiện này làm náo loạn dư luận đến mức Thủ tướng Anh phải tuyên bố hứa sẽ tìm cách giảm các vụ đâm dao. Một câu hỏi đặt ra là London có trở nên nguy hiểm với cho tính mạng hơn những năm trước hay không? Các nhà thống kê xã hội học đã phải đi điều tra để tìm hiểu. Và một câu hỏi đặt ra là số vụ án mạng hàng năm ở London không biết trước, tuy nhiên chúng có tuân theo một quy luật nào không? Hay bạn mới mở một cửa hàng quần áo, bạn ước tính doanh thu của cửa hàng từ 20 đến 40 triệu. Thì bạn đang muốn ước tính xem doanh thu của hàng mình có từ 35 đến 40 triệu là bao nhiêu. Rồi doanh số của cửa hàng trong tình huống này có tuân theo quy luật nào hay không? Làm sao tính được khả năng doanh thu của cửa hàng là từ 35 đến 40 triệu? Hay bạn đang muốn mua một chiếc ô tô nhưng không đủ tiền mua ô tô mới mà dự định mua lại ô tô cũ. Số dặm đi được của một chiếc ô tô cho đến khi sử dụng, không sử dụng được nữa có tuân theo quy luật gì hay không? Khả năng đi được trung bình của chiếc ô tô cũ quá như khả năng đi được trung bình của chiếc ô tô mới hay không? Trong chương trình thì chúng ta học chủ yếu về phân phối nhị thức và phân phối chuẩn. Tuy nhiên sẽ nói thêm về phân phối phát sông. Thế về phân phối xác suất thì trong cái chương trước ta đã biết phân phối tần số của một thử nghiệm là một bảng liệt kê các tần số có thể tần số xảy ra của các biến cố. Thì bây giờ thì ta chưa hoặc là ta không làm thử nghiệm mà ta kỳ vọng sẽ có tần số của các biến cố, nghĩa là ta có một phân phối tần số theo lý thuyết mà chúng ta không cần phải là cứ phải thử nghiệm rồi chúng ta mới đưa được kết quả, thì ta gọi là phân phối xác suất. Một ví dụ là chúng ta nghĩ đến việc tung một đồng xu cân đối đồng chất 2 lần liên tiếp, hãy xác định tần số xuất hiện mặt sấp. Ta không tung một đồng xu mà ta suy luận các kết quả có thể. Ở đây mình suy luận thôi, tung lần một, sấp sấp ngửa ngửa, sấp ngửa sấp ngửa. Cái này nó giống dư là nghe có con quen không? Nó cứ giống như hồi bé mình làm, mà hồi năm thứ nhất mình làm chu chu phô phô, thì cột thứ nhất là chu chu phô phô, cột thứ hai là chu phô, đây nó cũng không khác gì. Thế thế thì số lần xuất hiện mặt sấp chúng ta điền vào bảng, còn đầu tiên thì là 2, tiếp theo là 1, tiếp theo 1, tiếp cuối cùng là 0, đúng không? Như vậy phân phối xác suất của số lần xuất hiện mặt sấp trong thử nghiệm tung 2 lần đồng xu là đây, hiện tại chúng ta vẫn
dùng bằng chữ, trong là sẽ ký hiệu bằng chữ chữ trong là ký bằng ký hiệu. Thế x là biến ngẫu nhiên chỉ số lần xuất hiện mặt sắp xuất hiện trong lần hai lần tung một đồng xu, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm như vậy, chúng ta sẽ lập được hàm phân phối xác suất của nó rất là dễ dàng. Từ đó chúng ta cũng có được bảng phân phối xác suất như trên. Đây là một thủ thuật sử dụng phần mềm. Trong buổi trước chúng ta cũng đã tập về quan sát được về cái việc là người ta vẽ bảng phân phối xác suất. Thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh ELIM một cái thì cái này nó sẽ cao lên thôi chứ không có là gì cả. Cái biến ngẫu nhiên thì trong buổi trước chúng ta cũng đã học rồi, cũng đã nhắc lại là khi chúng ta tung liên tiếp một đồng xu cân đối đồng chất hai lần thì không gian mẫu gồm bốn biến cố ngửa 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 sấp sấp ngửa sấp sấp. Thì bây giờ chúng ta gọi x là số mặt sấp xuất hiện trong mỗi biến cố thì chúng ta sẽ có sự tương ứng một một như sau, tương ứng như sau, không phải tương ứng một một mà tương ứng thôi chứ không phải tương ứng một một. Ngửa ngửa là ứng với x bằng không, sấp ngửa ứng x bằng một, ngửa sấp ứng x bằng một, sấp sấp ứng x bằng hai. Thế thì lúc đấy chúng ta sẽ gọi x là biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất ở trên đây được gọi là phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên x. Vậy thì một vấn đề đặt ra là thế thì thế nào là biến ngẫu nhiên? Một biến ngẫu nhiên x là thực chất nó là một cái hàm số thực xác định trên không gian mẫu omega, nghĩa là ứng với mỗi biến cố a, biến cố sơ cấp a trong cái không gian mẫu omega chúng ta gắn với một số thực xa. Các biến cố ấy là số thực thì ta có thể dùng luôn sĩ số thực đấy làm biến ngẫu nhiên. Còn trong trường hợp mà nó là hàm độc nhất, còn khi biến ngẫu nhiên không là số thực thì khi nó không là số thực thì biến ngẫu nhiên phải là một hàm thực khác. Ví dụ thử nghiệm thứ nhất mua 5 áo sơ mi và chúng ta gọi x ở đây là số áo bán được. Phạm vi của biến ngẫu nhiên sẽ là x chạy từ 0 cho đến 50. Hay chúng ta kiểm nghiệm 1.000 sản phẩm, biến cố số sản phẩm đạt tiêu chuẩn thì chúng ta ứng với biến ngẫu nhiên x là số sản phẩm đạt tiêu chuẩn, x nó sẽ dao động từ 0 cho đến 1.000. Tương tự như vậy một số ví dụ khác. Như vậy người ta có thể định nghĩa rất nhiều biến ngẫu nhiên khác nhau trên cùng một không gian mẫu. Nói ví dụ đơn giản như vừa nãy thôi là cái biến không gian mẫu chúng ta tung đồng xu, vừa nãy chúng ta lấy là số lần mặt sấp, bây giờ chúng ta có thể lấy số lần mặt ngửa, có thể định nghĩa cái khác nữa chứ không phải là chỉ có một cái duy nhất, không phải là với một không gian biến cố không gian mẫu mà chúng ta chỉ có duy nhất một biến ngẫu nhiên tương ứng, có thể có nhiều, đấy là tùy mục đích sử dụng. Có người thì thích bảo là tôi muốn nói về số mặt sấp, có người bảo không tôi thích xuất hiện mặt ngửa, thế đã là hai cái rồi chưa tính những cái khác. Tuy nhiên chúng ta chỉ quan tâm đến biến ngẫu nhiên là có ý nghĩa cho mục đích nghiên cứu của ta thôi. Thì phân loại biến ngẫu nhiên thì có hai loại, một là biến ngẫu nhiên rời rạc, nó là biến ngẫu nhiên mà chỉ có một số hữu hạn hay nhiều lắm là đếm được. Còn biến ngẫu nhiên liên tục là lấy bất kỳ giá trị nào trong khoảng liên tục. Và giáo viên trong giờ bài tập người ta có thể cho các thầy cô có thể cho một cái danh sách các biến và yêu cầu chúng ta phải xác định xem đâu là biến ngẫu nhiên liên tục, đâu là biến ngẫu nhiên rời. Ok, học xác suất căng thẳng quá về đến mức độ là ngắm sao ngắm chẳng, quan sát xem có quạt nó quay như thế nào đúng không. Sau này ra ngoài cuộc sống đi làm có nhiều cái cực kỳ áp lực, có những cái công việc mình không thích gì nhưng mà cứ ngày nào cũng phải làm. Hồi mới đến công ty người nọ người kia sai ì phà hộ chị cốc nước, ý lại phào anh cốc nước, nhất là những cô nào mà xinh đẹp thì thôi rồi,
pha bánh cốc nước, dí lại pha bánh cốc nước. Thì bây giờ không tập dần đi thì đến lúc đấy thì làm thế nào? Môn này mặc dù nhiều bạn không thích nhưng vẫn phải học, đúng không? Sau này có những việc không thích, bị ốm, không muốn ăn tí nào cả, nhưng mà không ăn thì làm sao? Không ăn thì làm sao uống thuốc được? Không ăn uống thuốc có thể nguy hiểm, đúng không? Môn này nó cũng thế thôi, rất nhiều người không thích học. Nhiều giáo viên cũng không thích dạy môn này vì sinh viên không muốn học. Nhưng làm nào để tạo động lực? 10 người, 20 người, 100 người, chỉ cần có một người gặp thầy của thầy ơi em qua môn của thầy rồi, thế là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nó nhân được lên. Đấy, học sinh nó qua được môn này, sinh viên qua môn này, nó gặp mình nó nhắc, nó vẫn nhớ là ngày xưa nó học môn mình, đi đâu nó nhắc, nhờ em học thầy Tần mà em mới qua được môn xác suất thống kê. Thực ra là không học thầy Tần thì học thầy cô khác cũng đỗ thôi, bởi vì sinh ra nó là như thế, kiểu gì thì mình cũng qua. Vấn đề là mình chăm học thì mình qua nhanh, mà không chăm học thì nó lâu mới nó mới qua được. Có thể học 5 lần 7 lần, có thể lâu hơn nữa thì nó cũng sẽ qua. Đến một lúc nào đó không qua được thì thôi. Bây giờ tiếp tục phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rồi, định nghĩa như sau: phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rồi x là phân phối xác suất của các biến cố trong không gian mẫu mà biến ngẫu nhiên ấy tác động lên, nghĩa là gồm các xác suất để x lấy giá trị trong đó, và ta ký hiệu là px lớn bằng x nhỏ. Một ví dụ như thế này: bài kiểm tra, bài thi xác suất của học kỳ vừa rồi điểm cực kỳ thấp, mà may mà điểm quá trình nó cao thì gỡ gạc được. Tại sao lại như vậy? Đây đã có cái hiện tượng nhìn ra đã biết là đề kiểm tra quá nhẹ nhàng, quá dễ dàng để cho sinh viên sinh ra tư tưởng chủ quan, bài kiểm tra rất thấp, bài thi rất thấp. Chúng ta đừng suy từ cái học kỳ trước nó thi dễ và học kỳ này nó sẽ thi dễ, suy kiểu đấy là chết, không bao giờ được phép như thế. Người ta hay chủ quan về cái chuyện đấy. Có thể trong những cái bộ phim như của ngày xưa, ví dụ đánh gặp nhau 5 lần 7 lượt nó đều thua mình, nhưng điều đó không có nghĩa là lần cuối cùng nó sẽ thua mình. Cái lần quan trọng quyết định nó lại thắng mình, khi ra chiến trận thì mình sẽ hy sinh. Môn này cũng vậy, mình chỉ cần chủ quan một chút là mình có thể sụng. Thế là nói nhẹ, còn nói theo từ sinh viên gọi là ở đây. So với tài liệu của các em là có đào sâu thêm một số chi tiết để nó sẽ giúp các em làm và các bài tập được tốt hơn. Trong một cuộc thăm dò về ý kiến thành lập câu lạc bộ guitar thì có 5 câu trả lời được đánh thứ tự như sau: một là ứng với cực lực phản đối, hai là phản đối, ba không ý kiến, bốn ủng hộ, năm ủng hộ mạnh mẽ. Có 2.000 sinh viên được hỏi và số câu trả lời trên theo thứ tự là 100, 250. Em có nghĩ mình đánh rơi 1 triệu không? 100, 250, 350, 700 và 600. Hãy lập bảng phân phối xác suất của biến cố X. Chỉ số thứ tự câu trả lời. Bảng phân phối xác suất của biến cố X. Số thứ tự là số 1, 2, 3, 4, 5 ấy. Như vậy từ đây thì chúng ta lập được rất đơn giản. Số thứ tự mà cực lực phản đối ra đánh số thứ tự là số 1 đúng không? Vân vân. Từ đó chúng ta có bảng như sau. Chúng ta nhìn tần số đầu tiên là 100 đúng không? 100 chia cho 2.000 thì nó bằng 0,05. Đúng chưa? Thì nếu mà nó ít thì chúng ta có thể viết theo chiều ngang, mà nó nhiều chúng ta viết theo chiều dọc. Có thế thôi, xóa cái cột tần số đi thì nó lại thành bảng phân phối xác suất ấy. Cho nên sau này trong giờ bài tập giáo viên có thể cho yêu cầu lập bảng phân phối xác suất, là chúng ta phải biết cách lập.
chưa? Rồi. Hay một ví dụ khác, khi x là biến ngẫu nhiên chỉ số mặt chấm xuất hiện ở mặt trên của con xúc xắc khi tung một lần. Thì tôi biết là cái con xúc xắc ấy nó gồm nó lại 9 mặt, 6 mặt từ 1 chấm cho đến 6 chấm. Thì bây giờ nếu như cái con xúc xắc này mà nó cân đối đồng chất, mà nó tức là nó không có cái chuyện bên mặt nào nặng mặt nào nhẹ, thì xác suất để rơi mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm cho đến 6 chấm thì bằng nhau và đều bằng 1/6. Bây giờ bốc thăm ngẫu nhiên chọn 4 cô này đi thi một cái gì đấy, thì xác suất được một chọn ra một trong 4 người đều là 1/4, đúng không? Đấy, nên gọi là các này gọi là đồng khả năng. Đồng khả năng. Tôi cứ chọn một người ngẫu nhiên đi, bốc thăm chúng là hai người đi. Thế thôi. Chứ không có gọi là ưu tiên cao hơn, thấp hơn, béo hơn, gầy hơn gì hết. Hay trong một bữa tiệc có 40 phụ nữ và 60 đàn ông, chọn ngẫu nhiên một người thì xác suất để người ấy là phụ nữ hoặc đàn ông lần lượt là. Nhưng nếu như chúng ta viết là P phụ nữ thì nó lại không không gặp không biến ngẫu nhiên. Sao quy ước là x bằng 1 thì nếu là đàn ông mà x bằng âm 1 nếu là phụ nữ, thì khi đó chúng ta sẽ có biến ngẫu nhiên rời x với phân phối xác suất xác định bởi Px bằng trừ 1 là bằng 0,4. 4 người trên 100 người mà là 0,4. Ô lộn. À phụ nữ đúng không? Phụ nữ chứ. X bằng 1 là 60 trên 100 là 0,6. Đúng không? X ở đây nó phải là số thật. Nhưng không thể viết bằng chữ đây được. Cái việc lấy này là trừ 1 với lại 1 là do mình quy định thôi, có gì đâu. Hàm xác suất của biến ngẫu nhiên rồi. Thì ra là vậy. Sau này thì chúng ta biết cái chữ xác suất toàn ký hiệu là chữ P là vì lý do đó. Hàm xác suất của biến ngẫu nhiên rời x ký hiệu là px lớn x nhỏ là xác suất để x lấy giá trị x. Chưa có đâu. Thế nó mới có những cái khoảng trống chứ. Khoảng trống. Em chưa hình dung mà kiểu slide rồi. Kiểu slide nó có cái khoảng trống bên cạnh nên là mình ghi thêm những cái gì không có. Nếu có đủ thì nó đã gọi là giáo trình. Rồi, hay ý kiến về việc thành lập câu lạc bộ thì hàm phân phối xác suất là gì? Cho nên là trong giờ bài tập giáo viên có thể hỏi lập hàm phân phối xác suất, viết hàm phân phối xác suất. Lập hàm thì mình có thể viết công thức. Nhưng mà trong một số trường hợp mình tính ra cụ thể. Thì với cái ý kiến thành lập thì cái con đầu tiên là xác suất là 0,5 mà 0,05 mà. Cho nên là Px lớn 1 đây là bằng 0,05. Tương tự như vậy trong trường hợp còn lại đây nhá, nhìn lại bảng ra của nó đây. Đây ví dụ như cái đầu tiên đấy, cái đầu tiên ta sẽ viết là gì, giai đoạn dễ đã trải qua rồi, từ bây giờ trở đi là bắt đầu nó rất là nặng, chú ý học một chút. Đây nó viết như thế này, đây nhìn bảng dưới này cho nó dễ hình dung. Bảng dưới sau khi xóa cái này đi và chúng ta xoay ra chiều ngang, người ta viết x px này, hoặc là một số tài liệu viết là px px lớn bằng x nhỏ này, hoặc một số tài liệu viết là p này x lớn vượt từ dưới này. À, như nhau nhé, cái nào cũng được tùy giáo trình. Ông lại sau này lúc thầy Tần nói một đằng, cái lúc thầy cô lại nói một nẻo, mà sao lại nó lại khác nhau vậy. Cái con đầu tiên của chúng ta là 100 chia cho 1.000, 2.000 nó bằng 0,05, 0,125 vân vân. Thì như thế này có nghĩa rằng là Px lớn bằng 1, hay còn viết là Px hụt xuống dưới 1 chính là bằng bao nhiêu? 0,05. Đấy, hình dung chưa nào?
Tức là từ bảng thì người ta phải biết được viết sang cái này. Ví dụ như người ta cho một cái bảng, người ta hỏi là hỏi câu câu hỏi cho điểm ấy. Câu hỏi cho điểm mà không làm được thì thôi. Người ta hỏi là P1 x1 bằng bao nhiêu? Tít được cả mắt. Không biết điền vào đấy thì cái bài câu đấy mà không điền được nữa thì hoàn toàn xứng đáng học lại. Đúng chưa? Đấy là câu gọi là mức độ siêu dễ. Đó, thế là chúng ta hoàn thành được cái bảng. Viết ra được như thế thì là tính cái giá trị cụ thể. Ví dụ nó bảo tính xác suất để x bằng 1 mà nó cho sẵn bảng mà cũng không đọc được thì nó cười chết. Tính chất của biến ngẫu nhiên rồi, của hàm xác suất của biến ngẫu nhiên rồi, thì cái các cái xác suất này là nó luôn lớn bằng không và cộng lại thì nó phải bằng 1. Cái này thì rõ rồi. Giáo viên trong giờ bài tập có thể hỏi chúng ta, người ta cho một cái bảng nhưng mà nó khuyết một cái, người ta hỏi cái chỗ hỏi chấm ấy bằng bao nhiêu, không biết làm thế nào được. Lúc đấy người ta dùng cái gì? Tổng tất cả lại bằng 1. Đấy, thế thì làm thế nào biết được cái ô mà bị trống? Lấy 1 trừ đi tất cả những cái thằng còn lại thì nó sẽ ra cái ô bị trống thôi. Đúng không? Thế còn nếu như nó cho bảng phân phối, à nó cho tần số ở phía trên thì mình tuân theo quy tắc tỷ lệ thuận để mình điền. Tuân theo quy tắc tỷ lệ thuận. Thế tôi có gì đâu. Hàm xác suất tích lũy. Hàm xác suất tích lũy của một biến ngẫu nhiên x, ký hiệu là f lớn x, x không được định nghĩa với mọi giá trị x không là xác suất để x không vượt quá x không, tức là như thế này. Trong trường hợp x là biến ngẫu nhiên rời rạc thì nó chính là tổng. Cái này ở trong tài liệu của em mình như không viết, nhưng nó dở cái là đi tính xác suất lại vẫn hỏi, tính xác suất vẫn hỏi, cho nên là phải bổ sung vào. Ví dụ như đề bài bảo là tính xác suất để có không quá ba người đi học muộn. Không quá ba người sẽ là thế nào? Là nhỏ hơn nó bằng 3, chính là đây. Trong trường hợp x là biến ngẫu nhiên rời rạc thì chúng ta sẽ cộng tất cả lại, tức là cộng dồn. Dồn. Rồi. Ở trên MS Team thầy giáo đã gửi danh sách và chia nhóm các bạn vào đó để tìm tìm bạn cùng nhóm với nhau để làm. Tuần 8, tuần 9 chúng ta sẽ thuyết trình. Nhóm nào không thuyết trình sẽ ăn không điểm. Không điểm chắc chắn là bị cấm thi. Lưu ý như vậy. Không chơi kiểu là em không biết, em không biết, em không biết là không điểm ngay. Ví dụ trong thử nghiệm gieo con xúc xắc như vừa nãy thì chúng ta sẽ có được là Px lớn bằng x nhỏ là bằng 1 phần 6 với x chạy từ 1 cho đến 6, đúng không? Đây là chúng ta có được hàm phân phối xác suất. Thế từ đây chúng ta phải thiết lập hàm xác suất tích lũy như thế nào? Thiết lập hàm xác suất tích lũy. Xúc xắc thì có thể ký hiệu hai chữ S hoặc hai chữ X, không vấn đề gì cả. Đừng thắc mắc cái chuyện đấy. Hãy để ý vào chi tiết chính.
Bây giờ thì chúng ta có cái thực chất là chính này, chúng ta có cái bảng x này, đây là p x thì lớn bằng x thì nhỏ này, hoặc là ký hiệu mỗi chữ p x cộng được, ký hiệu mỗi thế này được. Đấy. À, đây là 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm. Tất cả những cái này đều 1 phần 6. Bây giờ chúng ta để ý lại cái hồi chúng ta từ bé là chúng ta có trục số này, và chúng ta để các điểm 1, 2, 3 cho đến 6 vân vân, 4 bút nó không lên, thì 6 cái điểm này chia trục số thành mấy phần, 6 điểm này chia trục số thành mấy phần? 7, đúng rồi. Bây giờ là con đầu tiên từ trái hai nó sẽ là từ âm vô cực đến một, đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta sẽ lấy nhỏ hơn một thì nó bằng cái gì? Nó sẽ bằng không. Lớn hơn bằng một, nhỏ hơn hai. Từ đây chúng ta sẽ suy ra này, f lớn x trong lời giải thì có x thì không, viết chữ x cũng được. Đây nha, nhìn cái khoảng này nhá. Đấy. Đấy, nếu như mà x không được, x không được một chữ x cũng được, mình lấy chữ x cũng được. Nếu mà x mà nhỏ hơn một, x mà nhỏ hơn một thì sao? Làm có cái gì xác suất này sẽ bằng không. Tiếp tục, thế là x lớn hơn bằng một, nhỏ hơn hai. Các em nhớ là tại cái điểm này là xác suất là 1 phần 6 này. Rồi. Thì đây sẽ bao nhiêu? 1 phần 6. Tiếp tục. X lớn hơn bằng 2, nhỏ hơn 3. 1 phần 6 cộng 1 phần 6 nữa, 2 phần 6. X lớn hơn bằng 3, nhỏ hơn 4. Đến đây rồi này. Thì có phải bên trái nó có 3 cái không? Ba cái đúng không? Vậy nó sẽ là gì ạ? 3 phần 6, tương tự như vậy 4 phần 6, 5 phần 6, 7 phần 6, 6 phần 6. Và từ đó chúng ta có hàm xác suất tích lũy như sau. Cái này nó hơi khó, cố gắng theo dõi. Có thể viết gộp lại như trên. Rồi, là hơi khó tí đúng không? Sau đó thì chúng ta vẽ được cái hàm đồ thị của hàm xác suất tích lũy bằng cách là sử dụng hàm plot.ecdf. ECDF là viết tắt của tên tiếng Anh như trên bảng. Nó chính là hàm phân phối xác suất tích lũy. Rất đẹp. Cái xác suất tích lũy nó tương tự như là tần số tích lũy thôi, không vấn đề gì đâu. Tương tự như thế. Cái này các em đọc thêm trên tài liệu. À, kỳ vọng bằng phương sai của biến ngẫu nhiên rồi. Thì tên tiếng Anh của nó như trên bảng. Đây là giá trị kỳ vọng. Dịch sang tiếng Việt là giá trị kỳ vọng. Nhưng mà người ta gọi tắt là kỳ vọng. Đấy là lý do tại sao kỳ vọng thường ký hiệu bằng chữ E. Thường ký hiệu là chữ E. Cái này trong buổi trước học rồi mà. Đây này, công thức của nó trong buổi trước ta học rồi. E chính là sigma x chạy Px.
Sau đó thì bây giờ chúng ta lấy một ví dụ. Chúng ta có biến ngẫu nhiên x chỉ số sai sót cho một trang, số lỗi cho một trang. Như là x bằng 0, x bằng 1, bằng 2 vân vân. Thì kỳ vọng của nó sẽ tính bởi này, thay vào công thức vào. Thực chất là lấy dòng trên nhân dòng dưới. Dòng trên nhân dòng dưới. Sau này trong giờ bài tập, giáo viên có thể cho một cái bảng yêu cầu tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x, mình không biết tính như nào cả. Đấy, tính thế. Thế lúc đi thi thì không có máy tính, tính thì tính như nào? Nhập x, nhập dòng dưới xong là dùng lệnh sum x sau y đóng mở ngoặc là xong. Em phải thuộc công thức thì các em mới bấm máy được, sử dụng máy tính được. Có phải cái này thực chất là lấy dòng trên nhân dòng dưới xong cộng lại đúng không? Dòng trên nhân dòng dưới tức là x sau y, mà lấy tổng thì là dùng lệnh sum ở ngoài, thế thôi. Tức là mình phải thuộc công thức thì mình mới viết được ra. Rồi. Đấy, đây là ví dụ này, nhập x này, nhập y này, xong dùng sum của x sau y này, thế là ra trong một nốt nhạc. Đi thi người ta có thể cho bảng, người ta yêu cầu tính, thế là dễ dàng đúng không? Đấy là kỳ vọng. Thế còn phương sai thì tính thế nào? Chốc nữa cũng phải thuộc công thức, không thuộc công thức không tính được. Phương sai của biến ngẫu nhiên rồi thì trong buổi trước chúng ta đã học công thức. Phương sai của biến ngẫu nhiên rời x là kỳ vọng của bình phương độ cách của biến x đến trung bình, tức là sigma x trừ đi trung bình của nó, tất cả bình trong nhân với xác suất. Một số tài liệu ký hiệu là chữ V hoặc là chữ va là xuất phát từ tiếng Anh variance, phương sai. Còn chữ D là xuất phát từ tiếng Nga, cũng là phương sai. Thì một số tài liệu thống nhất chung giữa tài liệu này thì nó ký hiệu là chữ sigma. Độ lệch chuẩn là căn bậc 2 của phương sai. Rồi. Bây giờ lấy ví dụ này. Cho bảng phân phối xác suất, xóa cái cột ở giữa đi. Thì là bảng phân phối xác suất. Tính kỳ vọng phương sai và độ lệch chuẩn. Đầu tiên tính một tay trước. Tính tay hơi ngại. Trang. Tính kỳ vọng bằng cái gì? Cột 1 nhân cột 2, sau đó cột 1 nhân cột 3, sau đó cộng lại. Tính đi. Cột 1 nhân cột 3, sau đó cộng lại. Cố lên, học hành vất vả, kết quả ngọt ngào. Sau này ra trường ai cũng muốn lương cao, việc nhẹ lương cao. Mà học thì không muốn học. Mình phải tập dượt cái phong cách học, lập luận, lý luận. Cái hỏi học cái này là gì? Có nhiều thứ chúng ta học mà nó không biết được gì. Có lúc vào nghề này thì dùng đến, nghề kia lại không dùng đến. Thế nó gọi là phổ thông, phổ cập. Chứ bây giờ anh học cái gì mà ra anh dùng hết cái đấy thì có nghĩa rằng là nó là chuyên ngành rồi. Ví dụ một số trường vừa học vừa làm ấy, trường học làm ấy, đào tạo nghề ấy, là người ta đào tạo đúng cái gì nghề người ta làm là anh học đúng những cái đó thôi. Thế nhưng mà sang cái chuyên môn khác lại tệ. Thế còn phổ thông thì nó khác, phổ thông phổ cập là học hết. Có một cái chuyện đơn giản thế thôi, cứ cãi nhau học cái này làm gì. Có những thứ học mà cả đời chúng ta sẽ không dùng đến, nhưng người này không dùng đến, người kia sẽ dùng đến. Thậm chí có những thứ học bây giờ hàng trăm năm sau có người bắt đầu mới đến lúc đấy mới dùng đến, khủng khiếp. Rồi bây giờ tính phương sai kỳ vọng ra chưa? 3.725 lấy cột 1 nhân cột 3 xong cộng lại đúng không? Tốt, kiểm tra đa số nhá. 1 2 3. Đâu rồi? Đâu rồi? 3.725, đúng rồi, giải lão. Tiếp tục. Phương sai thì nó có hai cách tính, nhưng mà đây một cách tính khác này là chúng ta đi tính kỳ vọng của x bình phương trước. Sau đó lắp vào công thức này. Thế là đối với biến ngẫu nhiên rời thì nó có hai công thức tính. Công thức tính học buổi trước và ngoài ra có công thức thứ hai. Thầy giáo đang bôi màu vàng đấy. Tức là vừa nãy là bạn Trang bạn đã tính được là e của x là bằng 3.725 đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ tương tự như thế, các em đi tính e x bình, tức là sigma của viết những tắt này cho nó nhanh. Đấy, tức là x bình p
Tức là nó giống như vừa nãy, nhưng mà con x này phải đem bình phương lên. Tức là giống như cái trên này nhưng mà x nó bình lên. Đấy, thì nó dễ nhớ hơn. Sau đó em lắp vào công thức Vx sẽ bằng Ex bình trừ đi mở ngoặc Ex đóng ngoặc tất cả bình. Đấy, nó tính theo cái này. Thế thì tương tự như vậy, chúng ta thay vào trên thì chúng ta sẽ tính được là 15,225. Cái này bắt buộc phải tập tính. Tập tính. Sau khi tính được xong, lắp vào công thức ở trên bảng. Thế còn tính trong R thì thế nào? Đâu rồi, phải nhìn cái bảng để nhập đó. Tính trong R đơn giản thôi. Thì x nó chạy từ 1 đến 5. Tức là những cái số nguyên dương chúng ta nhập này, nguyên dương, nói chung là số tự nhiên nhập rất dễ, nó cách đều nhau này, nhập này phát là xong, x xong, p chấm x, p chấm x là cái chỗ người ta vừa cho đấy, đâu rồi, 0.5, 0.05, 0.125, con thứ ba là cái gì nhỉ? 175353, 175353, 75. Mấy nhỉ? 35 cuối cùng. 0.3 đúng không? Cái này đúng nhỉ? Rồi, bây giờ kỳ vọng nhá. Kỳ vọng tính dễ cực, sum của x sao p t.x 1, 2, 3. Có bằng cái đáp số bạn Trang bạn vừa tính không? Tất nhiên là bằng rồi. Thế bây giờ Ex bình nhá. Ex bình ý, thì nó lấy cái này đem mũ 2 lên này. Hãy để ý công thức này mà tính cho nó chuẩn, chứ đỡ mất công bấm máy. Bụp 15,225 đúng không? Chắc chưa kịp bấm xong đúng không? Đấy là Ex bình nhá. Đấy, thế xong lấy Ex bình trừ đi Ex tất cả bình như được. Mô à chưa bình xin chết. 1, 2, 3. Tính ra âm phải xem lại nhé. Con này bao giờ nó phải dương. Phương sai. Phương sai là cái sự sai khác. Bình phương không âm rồi cả, tính ra âm phải xem lại cái mặt mình cho nó nhầm như nào, bấm nhầm như nào. Kết quả đã tính xong, đấy là kỳ vọng phương sai, công thức cách tính như trên bảng. À, sau khi tính được xong phương sai rồi thì độ lệch chuẩn là căn bậc 2 của nó thôi. Căn bậc 2 thì SQRT. SQRT là tên tiếng Anh của nó là square of root, root. Tức là tìm một số mà biết rằng bình phương của nó bằng như thế. Bình phương của nó bằng cái số ở bên trong ấy. Thì là logarit của chữ square of root. Bình phương của nó bằng như vậy. Đây. Dán cái số trên này vào. Thế là xong. Như vậy là kỳ vọng phương sai, độ là chuẩn. Trong trường hợp người ta cho bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời, thầy giáo đã hướng dẫn chúng ta cách bấm máy xong từ kỳ vọng phương sai đến độ lệch chuẩn. Một số trường hợp nếu như đề bài cho bảng phân phối tần số thì trong R chúng ta dễ dàng tính kỳ vọng phương sai và độ lệch chuẩn bằng cái lệnh như sau. À thôi, được không dạy cái lệnh. Phương sai thì nó diễn tả mức độ đồng đều hoặc không đồng đều, độ phân tán của dữ liệu quan sát. Tính chất của kỳ vọng phương sai như sau. Kỳ vọng của một tổng, tổng cái kỳ vọng. Chúng ta để ý tính chất này nhé, rất quan trọng. Bởi vì sau này giáo viên có thể cho chúng ta một cái bảng sau đây, trong giờ bài tập ấy.
mặt cứ được ra không biết ở đâu ra. Ví dụ người ta cho bảng phân phối xác suất của x như này, hoặc ta biết thế này nhé, này nó không hỏi là tính kỳ vọng của x mà lại bảo tính kỳ vọng của 5x cộng với 10 chẳng hạn. Nếu như các bạn không thuộc công thức này, bạn vĩnh viễn không bao giờ tính được, đúng không? Như vậy công thức này nó sẽ thành cái gì nào? Nhìn đây có thể nói nhanh được không? Bằng 5e của x cộng với 10, như vậy bài toán lại quy về tính của ex, được chưa nào? Nó vẫn là tính kỳ vọng nhưng không hỏi trực tiếp mà hỏi gián tiếp, thì mình phải biết được cái tính cái này thầy giáo dạy trên rồi, tính cái này thầy giáo cũng đã dạy công thức rồi, thay phát ra ngay. Thậm chí có bài nó cho ex bằng số như thế này, yêu cầu đi tính của e 5x cộng với 10, mặt cứ ngắt ra không biết tính. Đây bài cho đơn giản thôi, cho x là biến ngẫu nhiên gì đó với ex là bằng 8 chẳng hạn, yêu cầu đi tính e của 5x cộng với 10. Đây là câu hỏi gọi là siêu dễ, nhưng nếu không thuộc công thức thì nó trở thành quá khó luôn, quá khó luôn. Sao khó vậy? Họ thế làm sao làm được? Thực ra biết công thức thì rất dễ, cuối cùng nó bằng bao nhiêu? Sao lại bằng 90? Hả? 50 đâu ra? 50 ở đâu ra? 5 x 8 cộng 10, đúng rồi, giỏi quá. Đấy, thế là mình thuộc công thức cái ra ngoài lành. Được chưa? Thấy dễ chưa? Thế tiếp tục nhé, công thức ở dưới, công thức 7 và công thức 8 các bạn cũng phải thuộc. Đấy là một biến ngẫu nhiên, nó còn hai biến ngẫu nhiên còn giờ. Đây là lấy một thôi. Trong cái tài liệu của các em là cắt rất nhiều. Chính vì thế khi giáo viên giờ ra kiểm tra và cài thêm một số câu là không giải được. Vì anh có tiếp cận công thức này bao giờ đâu. Ít nhất anh cũng phải nhìn đi một lần. Ít nhất thì cũng học thầy Tần một lần thì sau này ra bảo ui quen thế, trông thầy quen thế. Thế là không nhìn đi bao giờ làm sao mà biết. Rồi, thế thì bây giờ tương tự như trên nhé. Thì bây giờ thầy giáo hỏi là ví dụ như là biết sigma bình x bằng 7 ha, yêu cầu đi tính sigma bình của 5x cộng với 10. Cậu đề bằng cái gì? Bằng đề bằng bao nhiêu? Cái này nó đều cái là cái thằng phương sai của hàng số lại bằng không, nó không giống như kỳ vọng. Phương kỳ vọng của hàng số thì lại bằng chính cái hàng số đấy, nhưng mà phương sai của hàng số thì lại bằng không. Cho nên ấy là cái chỗ này nó chính là bằng 5 bình nhân sigma bình x. Trời ơi, vậy thì nó sẽ bằng dễ cực, cần thuộc công thức là ra ngay. Bao nhiêu? 5 năm là 25 nhân với 7. 1675 á. 1225 á. Đúng rồi. Đúng thì thôi. Thế đấy là phương sai, thế còn kỳ vọng thì chúng ta phải nhớ phải có trị tuyệt đối. À quên. Đến độ là chuẩn nhưng mà phải có trị tuyệt đối bởi vì ta khai căn ra mà. Đơn giản thế thôi. Thế mà từ lẫy là thành mấy câu rồi, người ta có thể hỏi mấy câu rồi. Một là cho bảng thì lọ mọ đi tính, sau đó tính tiếp. Hai là cho hẳn sẵn như này thì tính tiếp, tính chất không thuộc làm sao làm được. Còn thuộc tính chất thì trong một nốt nhạc, chưa đến một phút là xong rồi. Có đúng không? Đấy, đấy là lợi ích của việc học thuộc công thức. Đây một ví dụ áp dụng như này. Gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số ngày hoàn thành công việc. Khi đó x có ước lượng xác suất hoàn thành như sau. Giả sử giá vật liệu là 25.000 đô, công lao động là 900 đô trên một ngày, tính chi phí kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của chi phí. Xin mời.
Suy nghĩ đi nhá. Suy nghĩ xem bài này làm thế nào. Bài này mà làm những cái bài kiểu như này mà các em làm được thì giờ bài tập trở nên quá đơn giản. Còn không thì giờ bài tập nó như là cực hình. Thầy giáo điểm danh 31754 và 32204 32502. Có tên là gì, đứng dậy xem nào. Rồi tên là gì, hỏi tên là gì nó cũng trả lời cũng được ạ. Và các em thông cảm tại sao thầy giáo phải yêu cầu các em đứng dậy, thầy giáo đã nói vấn đề ngay từ đầu rồi. Lần đầu tiên K35 sinh viên mới vào nhưng đã có hiện tượng điểm danh hộ, mới vào không biết được tiêm nhiễu ở đâu, cho nên là khi thầy giáo hỏi đến mã sinh viên bạn nào, bạn ấy đứng dậy hộ đọc họ tên, thầy giáo đã nói ngay lý do từ đầu. Một sự tình cờ phát hiện ra là sinh viên K35 điểm danh hộ, từ đó trở đi niềm tin nó tan vỡ và vì thế thầy giáo yêu cầu các em phải đứng dậy để tránh tình trạng điểm danh hai lần của người đấy. Thế thôi, có gì đâu. Nếu chúng ta cảm thấy đứng dậy khó khăn thì thầy giáo sẽ ghi vào đây rất khó khăn và sẽ là chữ V, tức là vắng. 32934 tên là gì, 33036, 33036 Tống Thị Giang vắng. Ô, mải mê làm gì mà lại gọi không biết. 34438 và 34943 và 556, 35556, 35556 Nguyễn Thị Thanh Hồng vắng mặt buổi thứ ba. À, giáo đọc nhầm 556 à? 566 rồi, cảm ơn. 35785 và 35907 Cao Hiền Khuê. Sao cái tên này quen quen ấy, lại tên giống như cái tên hôm qua vừa học logic suy luận. Không lẽ lại chưa học qua? À không, các em đâu học cái đấy, các em học tiếng Anh đúng không? Logic suy luận bằng tiếng Anh đúng không? Ừ, đúng rồi. 35956, 35956 Nguyễn Duy Đức Anh vắng. Bạn này chắc không muốn đi học. Hai buổi vắng, một buổi đi muộn. Điểm danh 6 buổi. 35993 và 36084 và 36 tiếp nhé. 233 và 376. Cái gì cơ? Nguyễn Thị Quỳnh Trang vẫn đầu 36, 416 và 510. À, 519 trên sàn. 36519 Trần Thị Thảo Linh vắng. 36 tiếp 630 và 682. Cái gì cơ? Đứng kiểu gì đấy? Chân đau à? Thế là gì không? Và 691 và 712. 36712 Hoàng Thị Mai Anh vắng. 36888 Lê Mai Anh. 903 36903 Lê Quốc Đạt vắng tiếp. 37 37068 và 123 37123 và 318 37318 Mai Ngọc Thư vắng. 551 557 và 645 vắng á. Tên là gì? Vàng 721. Ô đừng tưởng thầy giáo thuộc tên mà không đọc. Vàng 823
Và ai làm được bài này xung phong bảng làm em á? Thế bài sai thì thôi, cùng lắm là cấm thi gì, lên 863 lên đi, 37863. Tám sáu sáu và tám chín ba chín năm một chín chín sáu ba tám không bốn tám ba tám không bốn tám Đinh Đinh Ngọc Tiến vắng buổi thứ hai 192. Và đúng rồi, ấy dáng đứng dứt khoát thế, kiểu gì mùa này qua 230 và 300 372 378 và 581 583 661 681 709 821 824 846 863 865 922 933 965 đầu 39 39011 và 020 265 275 290 399 Nguyễn Thị Nguyệt cầm vắng. Ô đấy, đâu nhỉ? Không đứng dậy là vắng. 868 952 956 40090 40090 40090 Nguyễn Văn Hoàng vắng. 40150. Thế là gì? 243 và 287 40287 Nguyễn Quang Trung vắng mặt buổi thứ ba. 40383 558 570 596 và 601 à 691 40691 Nguyễn Trà Giang vắng mặt buổi thứ ba 817 827 40827 Tô Phương Thảo vắng 898 994 41095. Thế là gì cơ? Và 175 và xong.
Ta cứ làm đi rồi ui. Thực ra ta chưa hiểu em viết gì. Ngon thế. Thế trước em không học võ cổ truyền à? Không à? Nếu mà học võ cổ truyền mà thế này cái nó tát cho vỡ mặt. Chết giả. À không. Ở đây thì bạn đã đi vào con đường là đi tính trực tiếp. Tính trực tiếp. Chốc sẽ giải thích kỹ hơn, em cứ đi theo con đường của em làm đi. À, bây giờ thì chúng ta có thể đi theo cái tính chất ở trên. Tức là chúng ta đi tính EX rồi tính PX. EX rồi tính PX. EX nó bằng cái gì? Em cứ tính đi, đã bảo em cứ tính đi. Đây là con đường em đã chọn. Và con đường em đã chọn em cứ làm tiếp đi. Em cứ làm tiếp nhé, không nghe những gì giáo đang nói tiếp. Mình đã chọn rồi, cứ thế mà làm tiếp. Bây giờ chót đi về Quảng Ninh mà lại đi về phía phản lại rồi thì phải đi tiếp chứ còn là chẳng nhẽ lại quay ngược lại Hà Nội. Đúng không? Bây giờ một người khác làm như này, đầu tiên đi tính EX. Sigma x nhân PX, viết thế này cũng được. Ở dưới tính cho thầy cái này bằng bao nhiêu? Tức là 10 nhân với 0,1. 11 nhân 0,3. 12 nhân 0,3. 13 nhân 0,2. 14 nhân 0,1. Hình như ở dưới chẳng tính rồi đúng không? Tao bảo em cứ tính của em xong nhé. Ôi, xoài thế. Thế này bằng bao nhiêu nhỉ? 11,9. VX à EX bình. EX bình thì sigma của x xì bình PX 10 bình nhân 0,1. 11 bình nhân 0,3. Cái giá như mình có máy tính laptop mình mang theo người có phải máy tính đỡ phải mất công. Cộng với 12 bình nhân 0,3. 13 bình nhân 0,2. 14 bình nhân 0,1 bằng bao nhiêu? Chưa tính đúng không? 1,279. 1 4 2 7 9 nhưng mà phẩy ở chỗ nào? 2 phẩy á. Tức là 142,9. Đọc thế 142 ta cứ tưởng 142,79 12. Sau khi ra cái này rồi thì bắt đầu ra VX chính là e x bình trừ đi mở ngoặc e x tất cả bình 142,9 trừ đi 11,9 bình bằng bao nhiêu? 2,29 à? 1,29.
Thì bây giờ đề bài nói chúng ta là giá vật liệu là 25.000 đô, công lao động là 900 đô một ngày. Thì chúng ta sẽ lập được ra là ta gọi Y, Y là chi phí, thì Y sẽ bằng giá vật liệu 25.000 đô cộng với 900x. Số ngày công, mỗi ngày công là mất 900 đô. Bây giờ 10 ngày công thì là mất nhân lên thành 9.000, đúng chưa? Vậy áp dụng công thức này thì chúng ta sẽ có được là kỳ vọng EI, E của 2500 cộng 900x nó sẽ bằng bao nhiêu? Công thức nhớ chưa? Hoặc công thức chưa? Hoặc đơn giản cái này nó gần giống như bài toán bên trong kinh tế, chắc có thể một số bạn đã từng làm. 25000 cộng 900 EX 25000 cộng 900 nhân với 11,9, ai nhanh tay bấm hộ cái xem có bằng đáp số của bạn vừa làm không. Có bằng không? Tới luôn. Mình mà không xa rời cái điện thoại là cái điện thoại nó lưu luyến mình lắm đấy. Thì là môn này nó lưu luyến mình đấy. Xa rời được cái điện thoại 10, 15, 20 phút mà không chat chít gì, không xem tin gì thì tốt quá. Bao nhiêu? Ui, đọc cái gì mà 3, 5 7 1, 0 7 á. Số đẹp này á. Xem nào. Ui giời ơi. Đúng rồi, hai bên theo hai cách khác nhau. Một bên thì là quy về cái số tiền đấy xong là nhân với xác suất ở dưới. Chắc các em không hiểu cái dòng này bạn lấy đâu ra đúng không? Tức là lấy 25.000 cộng với lại 10 lần của 900. Như em có cảm giác em bấm máy tát ra mồ hôi đúng không? Không phải rút rồi. Số nó to quá. Thế thì cách làm cái kia là mục đích nó giải quyết vấn đề đó. Ta làm cái số nhỏ thôi. Tí ta nhân lên. Cách làm của bạn không sai tí nào cả. Về phương pháp thì còn con số thì chúng ta phải kiểm tra lại sau. Phương pháp không sai. Đây. Bạn làm đúng. Làm đúng cách. Nhưng mà chúng ta làm theo này, chúng ta quy đều. Và rất cảm ơn em, bởi em đã đưa ra một cái so sánh, một cái ví dụ làm trực tiếp với lại bên này, một cách làm gián tiếp và thông qua cái này để các bạn thấy được lợi ích. Đây là số nó còn đẹp, nhiều khi cho số xấu nữa em làm kiểu đấy thì em chết. Nhưng mà cũng có cái để chúng ta so sánh. Ổn chưa? Ông ở trước mặt các em thì thầy giáo đã đánh máy rồi. Ta viết gọn lại. Chỗ này chúng ta nên viết theo là cái chỗ đoạn thầy giáo viết tay tốt hơn. Cách tính xem lại phần mềm R thầy giáo vừa lại bấm cho chúng ta xem. Rồi, sau đó thì chúng ta áp dụng công thức thôi. Chi phí kỳ vọng là 35.000. Ô sao đây là 33. 33 hay 35? 35, thế chắc viết nhầm đấy. Ba năm 35.710. 35. Nhìn tinh nhỉ? Mắt nhìn tinh thế. 35.710 đô. Phương sai của chi phí tính ra là nhân với 900 bình. Còn độ lệch chuẩn là căn bậc 2 của nó. Đây là ứng dụng đấy, đây là ứng dụng. Khi đề bài mà cho khó là hỏi lập bảng xong bắt đầu yêu cầu tính, và đề bài mà cho dễ thì là gì ạ?
Cho luôn AX bằng bao nhiêu? Cho luôn. Thì nó sẽ dễ, có thế thôi. Đây là mình phải tính thông qua mấy bước, nó không nó dễ, nó khó thì nó cũng không khó, nhưng mà mình cứ làm nó hơi dài. Tiếp nữa là sử dụng kỳ vọng tạo quyết định. Một cửa hàng bán sữa tươi, mỗi chai mua vào 20 đô, bán ra 50 đô. Cuối ngày chai nào không bán được thì phải loại bỏ. Người ấy muốn xem nên đặt mua mỗi ngày bao nhiêu chai nên đã theo dõi 100 ngày và ghi lại như sau. Số chai bán ra là 10 chai thì có 15 ngày bán ra 10 chai, tức là 15 ngày bán được 10 chai. Tức là có 15 ngày, mỗi ngày bán được 10 chai. Có 20 ngày, mỗi ngày bán được 11 chai. Có 40 ngày, mỗi ngày bán được 12 chai. Có 25 ngày, mỗi ngày bán được 13 chai. Thì ta thiết lập được cái bảng như trên. Hỏi người ấy nên đặt mua mỗi ngày bao nhiêu chai. Xin mời. Ồ, không ngờ bán hàng mà cũng phải cần toán kỹ thế. Có mà, tính toán. Có nhiều người người ta có năng khiếu bán hàng, nhẩm rất là giỏi. Ở mình mà bán không được cái sang nhà hàng xóm gạ mua, hoặc là gọi người thân gọi mua. Có rất nhiều người mới làm trong nghề bảo hiểm toàn lôi người thân ra bắt phải mua. Mua vào là 20 đô, bán ra 50 đô. Buôn hàng những cái đồ trong ngày là bán nó phải đắt. Nó phải nói rõ là em không bán là em phải vứt đi. Cho nên là nó phải như thế. Những cái hàng này chỉ dùng trong một ngày chẳng hạn. Sáng em nhập vào phát em bán ra mà không hết là em vứt đi. Cho em. Cho đi sớm đi. À. Cho đi sớm. Hả? À, em dậy muộn à? Tối hôm qua xem đá bóng không? Sao dễ muộn? Không trả lời được. Ví dụ tối hôm qua lại không biết, tối hôm qua cày phim khuya quá, chat với người yêu khuya quá, chat với bố mẹ khuya quá, vân 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 vân. Mục đích xuống trái đất của em là gì? Mục đích xuống trái đất của em là gì? Có đứa bảo là mục đích xuống trái đất của em là để gặp thầy. Thì mình bảo là thế thì phải học môn này nhiều lần vào. Đôi khi mình đi muộn 5 phút, 10 phút không vấn đề gì cả. Nhưng đôi khi mình muộn một tí, đến lúc bài thi mình không làm được. Là mình đánh rơi 1-2 triệu như chơi. Cho nên nó phải cố gắng. Thầy cũng đi từng đi muộn. Có lần ta đi chỉ 5 phút sau là hết giờ. Đúng ra là hôm đấy ta xác định nghỉ, ta không đi. Bởi vì hôm đấy là giáo viên bảo là buổi học cuối cùng là giải đáp thắc mắc của các học viên cao học ấy. Mình định nghỉ rồi. Nhưng không đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cứ đi xem thầy giáo nói gì. Thì bắt đầu đi, đi đến nơi thì thầy giáo cũng nói khoảng 5 phút thì hết giờ. Mình vào lớp một phát cả lớp nó cười âm lên. Kết quả là thế nào? 5 phút đấy là đủ ta biết được thầy giáo đã nói gì. Thầy giáo nói gì. Và hôm sau ta ôn tập là ôn những cái phần thầy giáo không hề nói. Đi thi đúng cái phần đấy luôn. Nó bảo sao anh biết? Tao sinh ra là như thế mà. 5 phút không bằng mà bằng những người mà đến đấy trước nghe từ đầu đến cuối mà không biết gì, ngồi nghe một tí là phát hiện ra thầy giáo một mảng thầy giáo không hề nói gì cả, kiểu gì cũng ra câu chặn điểm rồi đấy, y rằng ra đúng luôn. Em thì chắc chưa có khả năng đấy đúng không? Cố gắng buổi sau đi học đúng giờ nhé. Bây giờ một bài rất là thực tế đúng không?
Thế thì chủ nhà có hai loại thiệt hại. Loại thiệt hại thứ nhất là do dư thừa gây ra bởi số bán ít hơn số mua vào. Mỗi chai là mất 20 đô. Mình mua 20 chai mà 20 đô một chai mà. Số bán ra ít hơn số mua vào, mỗi một chai mà mất đi thì mất 20 đô mà. Đây là thiệt loại thứ hai, là loại thứ nhất. Thiệt hại loại thứ hai là cơ hội do số mua vào ít hơn so với nhu cầu. Có 15 người hỏi mua mà mình chỉ có 10 chai thôi. Thì như vậy là cái 10 chai đấy là mình gọi là thiệt hại. Cơ hội 15 người hỏi mua nhưng mình lại không có đủ. Hình dung ra chưa? Đấy. Do số mua vào ít hơn số cầu nên không đáp ứng nhu cầu thì mất lời, mỗi một chai là mất 30 đô. Tại sao là 30 đô nhỉ? Nếu mua một chai là 20 đô, bán đi 50 đô thì chả là, nếu như mà mình có, đây đang gọi là nếu có. Nếu có thì mình sẽ bán được 50 đô và mình mua mất 20 đô, mình được lại 30. Nhưng làm gì có, cho nên nó mới gọi là thiệt hại cơ hội. Từ đó chúng ta thiết lập bảng như sau. Lập bảng số mua vào, số bán ra và số tiền. À đây đâu có số tiền. Mua vào bán ra. Bảng thiệt hại. Mua vào 20 bán ra, mua vào 10 bán ra 10, không thiệt hại gì cả. Mua vào 11 bán ra 10, thiệt hại mất 20 đô đúng không? Mua vào 12 mà bán ra có 10, mất 40 đô đúng chưa? Mua vào 13 bán ra 10, mất 60 đô, cái dòng này này. Mua vào 10 bán 10, mua vào 10 mới bán ra 11, sao lại điêu thế? Thiệt hại mà. Tức là có một người, người ta đến người hỏi, 11 người hỏi, mình chỉ bán được 10 thôi. Thiệt hại mất 30. Do mình không đủ. Tương tự như vậy với những cái còn lại. Sau đó với cột mua vào là 10 thì biến ngẫu nhiên x là thiệt hại chúng ta sẽ có được bên đây. Thiệt hại là 52 đô. Tương tự trong các trường hợp còn lại, tức là chúng ta chỉ thay đổi cái cột GX. Tương tự như các trường hợp còn lại thì cuối cùng chúng ta so sánh nha. Cái trường hợp nào là thiệt hại thấp nhất thì chúng ta sẽ chọn. Còn một cái giải thứ hai là sử dụng lợi nhuận. Lợi nhuận. Mua vào 10, bán ra 10 có phải được 300 đô không? Sao biết? Mỗi chai của chúng ta, cái này dễ hiểu hơn cái vừa nãy. Mua vào 10 mà bán ra 10 thì có phải là được 300 đô không? Bởi vì mỗi chai là mua 20, bán ra 50 thì chả mỗi chai lãi 30 đô còn gì, thì 10 chai chả là 300. Mua vào 11, bán ra 10 thôi. Mua vào 11, bán ra 10. Bán ra 10 mỗi một chai lãi 30 đô thì 10 chai là 300, nhưng mà bị mất đi một chai là phải trừ đi 200, cho nên còn 280. Sao vẫn không hiểu à? Rồi tương tự như vậy trong các trường hợp còn lại. Thế nên mua 11. Có mua 10 chai nhưng mà 11 người đến mua. Thì một người tất nhiên là không bán được rồi, đang viết như thế để chúng ta hình dung thì lãi vẫn là 300 thôi. Có 10 chai 11 người đến mua thì bán cho 10 người thôi chứ. Mua 11 chai mà bán 11 thì lãi 330, vân vân như thế giật lại. Cái này dễ hiểu hơn. Được chưa? Rồi. Đấy. Thì sau đó bắt đầu đi tính. Đi tính lợi nhuận kỳ vọng. Chẳng hạn với trường hợp mua vào là 10, tức là các em lấy cái cột số 2 và cột cuối cùng
chúng ta sẽ tính ra lợi nhuận kỳ vọng. Còn hai cột cuối cùng nó đều là 300 hết thì cuối cùng nó như nhau thôi, nó là hằng số mà. Cho nên là trường hợp thứ nhất, số mua vào là 10 thì lợi nhuận kỳ vọng nó sẽ là 300 đô. Còn số mua vào là 11. Chúng ta nhìn cột số 2. Cột 3 đây này, lấy 280 nhân 0,15, 330 nhân 0,2, 330 nhân 0,4, 330 nhân 0,25 cộng lại thì nó sẽ ra là 325,5 đô. Tương tự như vậy với hai trường hợp 3 và trường hợp 4. Rồi bắt đầu so sánh với nhau thì trường hợp thứ 3 mua vào 12 đô, à quên 12 chai. Lợi nhuận là 335 đô là lớn nhất. Cho nên sau này chúng ta sẽ chọn phương án là mua 12 chai. Được chưa? Đấy là cái việc sử dụng cái lợi nhuận, sử dụng cái kỳ vọng này mà để ứng dụng vào việc lựa chọn phương án mua số hàng cho phù hợp. Xong. Rất vất vả đúng không ạ? Đấy là phần bổ sung trong tài liệu các em không có. Phần bổ sung trong tài liệu không có để chúng ta thấy ứng dụng của toán học nó rất là hay. Tất nhiên lúc đầu mình có thể rất là ù càng càng. Tối về ngồi giải lại, kiểm tra lại cái bảng này cho thầy. Sau đó tính kỳ vọng. Kỳ vọng tức là cái giá trị kỳ vọng, tức là mình thu về được cần bao nhiêu tiền. Thì mình xem cái phương án nào mà cái số tiền thu về được nhiều nhất thì ta sẽ chọn phương án đấy thôi. Đây ta kinh doanh đàng hoàng mà, không nói kinh doanh vớ vẩn. Rất đàng hoàng. Mua về 10 chai, 11 chai, 12 chai hay 13 chai. Làm thế nào biết được? Tất nhiên ở đây thì đang là giờ học cho nên là người ta cho 4 kịch bản. Đi thi có khi nó chỉ cho 2 kịch bản thôi. Để mình tính cái con nào lớn hơn thì mình sẽ chọn cái đấy. Hiểu ý không nhỉ? Đi thi nó chỉ cho 2 cái thôi, cho 4 cái tính đánh đố nhau. Mất thời gian. 2 cái thôi. Ta chọn cái nào mà có giá trị lợi nhuận kỳ vọng mà nó cao hơn thì chúng ta sẽ lấy cái đó. Đây là đang có thời gian cho nên là ta làm cả 4 cái cho nó máu, thi nên cho 2 cái thôi. Được chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta sang cái phần